Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tôi muốn hỏi có phải vì đời Chúa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kiên trang từ còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến. Trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau, chúa chúa, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, chúa chúa chúa, ta say đắm bên nhau, hey, rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Ơi, phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói ơi, là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá à? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Thôi mà trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chơi dựa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây. Chứ em ra có vô đó hoài vậy gì? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá. Để cho tôi nghỉ đây, ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em rất nhiều. Thì dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thúy Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó.
Em muốn ối à? Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Bậy cái gì anh nói thiệt hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp dịch lộn. Làm cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè. Nhắc vô hộp dịch lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp dịch lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời. Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì? Em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? Phải không? Rồi á, là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha. Xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, thôi, không thôi, giờ thôi, lăng thôi. Nhăn gái gu. Trời ơi, dữ quá. Thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Thiệt tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh đi về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên điên. Vườn hoa tình ái. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói Ủa? Chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy?
Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói một mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? Tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Thôi, tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Tôi... Nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng, cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á, là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao không biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa. Mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài. Không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi. Nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn... Anh ơi! Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Phải mà. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phế thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà tám cứ từ tối tôi hoài, mà thằng cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi.
ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chết mẹ, có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi sao? Tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày hư. Mày ngon hả mày? Trời ơi, ông Bảy. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Thôi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo không? Đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Trời cái. Cái phím đờn. Mắt nó uống tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn ngu dìa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó... nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là... nói ra rồi ý của bà làm sao? Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À thôi tôi nói luôn. Tôi muốn à. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Năm gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha, tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Là ông Bảy. Ông lo cho tôi, ông cho tiền tôi xài, ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi, tôi lớn rồi, tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi, già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư được. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má, con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đang là chú im đi. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện với tôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì?
Mày là thằng con bác Hiếu. Tôi bác Hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này ở trong khác. Nghĩa mất dạy anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Mà anh đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè ông. Mất dạy bà để im. Tôi nói ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tam. Khi trót gợi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước. Tam ơi, anh yêu em. Tam ơi. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm gì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám rồi sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? Là sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư đa tình rồi đó. Hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ mau bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy? Ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa.
hát nửa đi tớ lỡ ngày kia sống nó cạn rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Ta có miệng ta hát kệ ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu. Tôi cũng đâu chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái vàng karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gò mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi, phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. À. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. À, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. À. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao? Đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu! Hát cái hiểu liền. Mày hát gì? Khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì? Tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt không? Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mây, mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tao lao. Hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết. Mày giết hết trời đất nhà. Hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tao lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc. Thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè. Gì? Mày nữa nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu rao, mày nói tao là nào là cái gì cái đó, bụng xỉn, sống ích kỷ, hả? Nè, tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà bà năm bà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao. Làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được. Bắn phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày. Mày ăn ở sao tao ghét, tao mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa. Tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á,
Mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xịn lắm hỏi kệ mày hả? Bụng xịn cái gì nữa? Bụng xịn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? Ha, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Mày chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha. Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Cái nói? À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi chứ. Không phải, tao không có đồn, tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè, ở gần xóm mà tao thấy rõ ràng, cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, 7 ngày mày mặc có một màu một. Mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mày thấy thành con công con phụng mới đẹp. Tôi như ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn hay không? Cái chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ờ đó, đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu rồi hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Mày... À, đứng sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha? Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày được cái tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi, mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi. Còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. À, chị Năm ơi, sao chị Năm? Cái gì? À có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới? Chút xíu nữa hả? À dạ, cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. À, bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. À, không, nhìn cái chê nó sượng hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải đổi buôn bán hột é thôi chứ
Học mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiếu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa? Mang rồi. Ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bổn xỉn nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng chai nào ăn chai đó thôi. Thế yeah. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? No. Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi thần thánh là không về rồi đấy, mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Gì ghê vậy thầy? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con.
Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow, dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền. Chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Ừ. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đoàn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi cho tao nghi rồi. Mày chuyên bom gãi chỗ này. Đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ trong giả. Mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền. Mà mày còn mang nhục nữa. Vụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì. Gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao là tao sợ mày nhục? Sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Thôi chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Bạn bè ở kế bên xóm, mày đau bụng mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm à. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà. Nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày cái đó đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á. Cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm. Mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi. Nha, mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy.
Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô đọc kệ mẹ mày ha. Tao đi về. Đứng lại. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi, con ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì hết. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui dễ sợ, tao muốn hát Xăng xăng ai xăng đá về. Thôi dậy đi. Hát hoài. Bây giờ tết. Bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. À, bây giờ tất cảnh sinh tình. Nói luôn không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. À, chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. À, thôi mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Đi mê mê chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh giạt luôn á. Anh ráng giạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng... anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi.
Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa. Em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh. Còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu. Nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi cũng không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khổ mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái vòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat cái gì? Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chờ chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đào nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chỉ giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo.
có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Nó hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay ô, 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 cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không, mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nó nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy.
đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng với Bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái thì nó không không, dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Nếu nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em nó hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà 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 nè. Cái tà 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 là tao lấy đại liêm tao nã mày tà 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 cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Rõ ràng anh nghe tà 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 rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tắm thèm đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không?
thôi mà. Bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường, nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh thấy biết. Yeah, yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it!